Vâng, em xin chào tất cả mọi người ạ. Dạ vâng, xin chào tất cả các cô, các bác, các chú ạ. Hôm nay là mùng 10 Tết ạ. Đúng rồi. Mùng 10 Tết rồi ạ. Ngày thần tài các bác ạ. Thế thì ở ngoài kia cháu thấy là Bảo Tín Minh Châu với cả PNG người ta đang rất là nôn nước, người ta đi mua vàng rồi. Thì không biết là có bác nào trên livestream nôn nước đi mua xe nhà cháu không ạ? Vâng, hôm nay thần tài, anh em cứ mua đi, em cũng sẽ làm sao giá cả thật hợp lý nhất. Em Đồng Thiệp và Minh Huệ sẽ livestream trực tiếp những xe máy bên xe máy Hoàng Kiên nhá. Có những chiếc lít thực ra là cũng đã live rồi, nhưng hôm nay là dọn dẹp xong, đẹp hơn, ngon hơn thì lên phục vụ anh em. Còn những cái chiếc SH đây anh em ơi, giá thật sự là vô cùng rẻ. Bật mí luôn cho anh em, chưa đến 40 triệu cho một chiếc 125, hàng máy zin, sơn là dán ni lông 3 lớp. Đấy, chính chủ trực tiếp vừa đến bán được 15 phút thôi, chạy 4 vạn từ những năm 2015. Đây là những cây số chuẩn đét, chưa đến 40, chính xác là có 36.500, rất rẻ, anh em chú ý đón xem nhé. Future, hàng đẹp, nhựa siêu đẹp, đúng không ạ? Biển đúng đời, đúng biển luôn, Future 1. Đấy, anh em nào có nhu cầu nhá. Anh em nhìn qua cái ốc này để thấy được cái sự đẹp của những cái xe, đúng không? Đấy, chủ vẫn đang viết giấy thôi. Vành Goshi, chân nan vàng ươm. Đấy, tí nữa sẽ dành cho anh em nào. Ok, cảm ơn ông anh nhá. Anh em vừa đến bán, đang lấy đồ. Tí nữa sẽ lên để phục vụ anh em chi tiết. Bên cạnh là một chiếc WS 110. Hàng dân dã đi ăn đi làm. Hôm nay em có một vài chiếc giá rất hợp lý phải chăng, từ những chiếc WS 110 cho đến những chiếc Jupiter hay là Taurus, giá thật sự cho anh em giao lưu có 6, 5, 6, 7 triệu, những cái giá đi ăn đi làm là phù hợp nhất đấy ạ. Dạ vâng, ở dưới kia nhà cháu sẽ phục vụ. Đây có một SH 2016 độ khóa, sorry, độ nhập khóa smart key xịn. Đây là hàng độ nhá, độ nhập nhưng khóa smart key xịn. Đấy, tí nữa em sẽ lên chi tiết, hơn 50 thôi. Dạ vâng. Đây xa xa là những chiếc đi ăn đi làm rất phù hợp. Dạ vâng, những em Wayan Pha đây được bao nhiêu bác nhỉ? 2022, chủ đã lên vành đúc rồi. Một chiếc là máy zin, đây vừa mới mua sáng nay ạ. Hàng cũng là mộc. Đấy, để anh em mình cũng có nhu cầu chọn chiếc quay. Rất nhiều các xe đi ăn đi làm cho các bác. Một em Jupiter Gravita, đúng biển 14, anh em Hải Phòng đâu rồi, đúng không ạ? 14 Quảng Ninh, hợp lý quá. Ở dưới này là một em Cirrus Rosé, một em WS đây ạ. WA, hàng WA tem dài, đời 2009, máy rất là chắc và chất. Đây, sếp Hoàng Kiên sẽ trực tiếp ở phía đằng sau thẩm và mua những chiếc xe mới nhất để có khách hàng đến bán. Xong sẽ lên live để phục vụ các anh em nhé. Không biết là âm thanh ánh sáng buổi sáng hôm nay có, buổi chiều có ok không ạ? Rồi, bác ở bên bếp đỏ nhá, Huệ ở bên bếp xanh. Hai bác cháu sẽ phục vụ anh em một cách chi tiết cụ thể nhất. Dạ vâng, cháu chào tất cả các bác đang xem livestream nha. Vâng. Cháu sẽ lên chi tiết một em SH nhập cho giá bất ngờ luôn, 36.500 cho một chiếc SH chính chủ luôn, chạy nói không giấu anh em 4 vạn từ những năm 2015, gần 10 năm mà chạy ở mức độ này là siêu siêu ít, máy zin và rất là chắc và độc. Em sẽ nổ máy trước, giá cũng báo cáo các anh em rồi để anh em thấy này. Dạ vâng. 36.500, rẻ không thể rẻ hơn được nữa, SH đúng không? Đời anh em nhìn cái sao? Có 36.500 thôi. 36.500. Bất ngờ đúng không? 125 nhá. Hàng là chủ đã lên support. Đúng rồi. Đấy, dán 3 lớp. Em có hỏi nhỏ lúc chủ bán xong rồi ấy. Ý anh em là hỏi lúc xong rồi xem anh ơi có xước nhiều không. Thì anh ấy bảo một chút ở mép, một chút ở lườn thôi, còn lại là không. Đấy là em hỏi nhỏ thôi. Chứ thực tế là nói chung là vẫn là dán 3 lớp thì mình không biết cụ thể được. Đấy, màu đỏ đen nhá. Lên support. Anh ấy đến từ 88. 88G1 ạ. Vĩnh Phúc. 22647. Các bác nào Vĩnh Phúc đây ạ? Thì lên chốt cho em một bản SH 125 đời 2015, quá tìm the xe hoặc là quá remote đây, quá zin hết các anh em nhá. Đây công tơ mét đây anh em xem này, 4 vạn này, hàng chuẩn công tơ mét luôn các anh em, 4 vạn chuẩn luôn. Các cái phím này vẫn còn hết, đồ sần này là nguyên bản theo xe, kính bóng, phím đề, tay nắm còn zin hết các anh nhá. Đây cái nhựa này, cái độ khít của nhựa này. Đấy, xe chính chủ đi nó có cái độ giữ đây, người ta dán đây này, bóc đi thì anh em có bóc cái bóng lên nó sẽ rất là đẹp luôn nhá. Đấy, cốp này, yên này, giá thì hợp lý vô cùng luôn đúng không ạ? Có 36.500 thôi, sổ 36. Sách bảo hành hay là những cái hướng dẫn của chủ vẫn còn zin hết. Đó. Rất là đẹp. Có bao dọn đúng không bác? Đúng rồi, mộc nó đanh. Giá 365 chưa bao dọn, thực ra là anh em bỏ công bóc ni lông ra thôi, còn spa thì em nghĩ cũng không nhiều đâu, chắc là tính tiền trăm vài trăm thôi là đã chỉ sơn một số đúng chỗ rồi. Như là tay sách thôi các bạn. Hàng anh em nhìn này, lên rất là đẹp đúng không? Chủ giữ cũng là đây. Tuần thứ 12 2015. Đấy để anh em thấy được là một cái sự giữ gìn nhất định. Sau 10 năm, gọi là 9 năm rồi, chủ vẫn chưa thay một cái lốp. Giữ xe đi 4 vạn là cũng là những anh chủ rất là cẩn thận, giữ gìn đồ đạc, dán 3 lớp cẩn thận. 36.500 trên live, rất hợp lý đúng không ạ? Vâng ạ, các bác nào phải mua lết, phải mua Vision SH chơi cho em.
Các bác nào có nhu cầu mua xe hoặc là tư vấn về bất kỳ xe gì, các bác có thể comment giúp cháu biết nha. Có anh Toàn, anh có hỏi là có Conway Alpha nào máy zin không ạ? Alpha là không còn anh ạ, chỉ có Way A thôi, đời 2009 chiếc vừa rồi đấy. Hình thức bình thường tem mất nhưng mà là được cái máy zin. Đấy em phải báo trước cái Alpha A, Way A 2009. Tí em sẽ lên chi tiết. Vâng. Thì tiếp theo là sẽ phục vụ anh em một chiếc Lead. Lead đời 2020 cho các bác nha. Em này màu đen sần dành anh giọt nắng có hỏi The Gym 2012 2013 đẹp tầm 30. Hiện tại The Gym giá đấy thì em lại không còn anh giọt nắng á, em chỉ còn những chiếc 2013 nhưng mà giá tận trên 7x cơ. Một chiếc siêu siêu đẹp, lốp láp còn zin, chạy chính xác có 3000 cây. Rất rất là đẹp. Vâng. Rồi. Vâng. Rồi, giám đốc vẫn đang bên cạnh nhá để vẫn đang mua xe anh em ạ. Để phục vụ các anh em. Rồi. Mua xe live buổi sáng rồi buổi chiều để cho OK, để vẫn phục vụ anh em đều. Đấy, nếu anh em nào có nhu cầu đến bán hoặc mua có thể đến trực tiếp cửa hàng 52 gặp trực tiếp giám đốc để giao lưu để mua và bán nhá, ủng hộ bên em. Vâng. Đây một em Lead Denson bác cho cháu xem vâng. Vòng với bản này là bản Denson đời 2020, các anh em nhìn những cái ốc hay là những cái lốp đúng không ạ, còn zin hết. Thực ra chiếc này lúc mộc em đã lên hình rồi từ trong Tết cơ. Đấy, nhưng mà thôi hôm nay dọn dẹp lên rồi thì em sẽ cộng qua một chút. Đây có duy chỉ có anh em kỹ thuật báo là có spa đôi tay nắm. Còn lại là zin nguyên bản hết, từ những phím, từ những đồ, tất cả nguyên bản hai khóa hay là cái yên nhá các anh em nhá. Một chi tiết nhỏ thôi, bằng cái đường chỉ thêu màu đỏ, đấy là nó thể hiện đúng yên đúng đời. Còn nhiều khi nó sang yên trắng là lại nó bọc lại rồi. Đấy những cái tay để chân này. Anh em nhìn cái độ đẹp zin này, ra máy này, nguyên bản hết, máy vẫn đang nổ, cái đuống trắng phau đúng không ạ? Điểm thì lại được Hà Nội rồi. Em nói từ 29V3 53035 cho các bác nha. Rồi, 35.800.000 là một chiếc Lead đời 2020. Nhớ cho em nó là bản Denson, bản Black Edition, bản không tắt được đèn và đèn là đèn LED sáng suốt. Đấy. Nhựa, kể cả sơn, các bác phụ nữ hay là các bác nam giới cũng có thể rất phù hợp vì nó là màu Denson đúng không ạ? Bình thường Lead thiên về các chị em phái nữ, nhưng với những chiếc Denson thì các anh em nam giới đi hoàn toàn ok hết. Màu nó khỏe, xe nó rắn, nó đanh đúng không ạ? Dáng dấp người ta hay gọi là bản sport này, bản thể thao này đúng không ạ? Chủ lên cả mặt nạ thể thao rồi nhá. Hàng lốp zin, sơn zin. Đấy, tính đến thời điểm hiện tại là chỉ có đôi tay nắm thôi là bên em vừa mới thay xong. Thôi thì cái đấy và cái công bóc dọn 35.800.000 bao cả dọn cho tất cả anh em nào rồi. Đấy. Biển Hà Nội. Một em xe Lead mà cháu thấy là đấy cũng xứng đáng tiền để các bác bỏ ra đây ạ, cũng mất một mượt cho các bác. Rồi, em sẽ lên những cái mặt hàng ở dưới lòng đường nhá để làm sao nó bên đường nó hè thông, đường thông hè thoáng một chút để anh em đi lại nó thuận tiện. Thì trên đây là một chiếc Way A. Hàng của 2022, chủ đầu tư vào một đôi vành, vành ngoài hết các anh em nhé. Đây anh em nào mà tin hay không thì có thể kiểm tra những cái vành mà mình đặt mua mới thì cái gân này nó phải nổi này. Nhiều khi vành kém thì nó không có cái gân ở giữa đâu. Mặc dù nó cũng đều là vành độ hết đấy, còn vành zin nguyên bản của WA chỉ là vành nan thôi. Đấy, với vành độ của WA thì họ sẽ vào được cái phanh cơ thôi chứ không lên được phanh đĩa như những dòng vành đúc cơ thông dụng của những dòng quay thì bắt buộc phải là vành đúc phanh đĩa. Đấy, nhưng WA vào thì nó vẫn mang theo cái vành bộ phanh cơ. Đấy là nguyên lý vào của chiếc WA này. Vâng ạ. Anh Xuân Thịnh có hỏi là có xe Zomax 110 không ạ? À. Zomax. Zoomer à anh? Zoomer. Có phải Zoomer không anh? Zomax. Em chưa rõ xe này, nếu mà Zoomer thì hiện tại em không còn ạ. Rồi. Anh Minh Lê Công có hỏi là có SH không ạ? Dạ anh. Ô, em đang lên SH rất đều, liên tục lề để phục vụ các anh em đấy ạ. Rồi, tí nữa em sẽ lên tiếp. Xem chi tiết về đời bao nhiêu hả, tầm giá bao nhiêu, màu sắc như nào, anh có thể comment giúp em nhá để em lên chi tiết cho anh xem nha. Rất nhiều SH nhá, một trong những dòng xe thế mạnh và là cơ chiến lược nhà em thì không thể thiếu được rồi. Honda SH. Đây, một trong những cái mẫu xe Way của 2022, anh em xem lốp đây ạ. Đấy, đấy, chủ đã lên vành nhá, em vừa giải thích cái vành rồi, còn máy là zin nhá. Với trường hợp này thì chủ đầu tư là mất thêm tiền mới lên được bộ vành đúc, nhưng khi đã đầu tư vào rồi thì bên em lại mua lại thì lại bị trừ tiền. Đấy, nên là anh nào mà đã thích vành đúc thì có thể chọn chiếc này, rất là hợp lý vì lãi hết rồi đúng không ạ? Đây nhá, cái này họ dán các anh ơi, không phải là xước, các anh về có thể spa hoặc tự làm hoặc là để kỹ thuật bên em spa cho một chút xăng vào lau, em khẳng định là hết sạch. Băng dính dán đó, trong một cái gì đó dùng băng dính dán và bóc ra cái băng dính nó dính lại đúng không ạ? Hàng là zin hết, từ lốp trước lốp sau đều của 2022 hết, lên vành đúc cả đôi rồi. Vâng ạ, biển em cũng được, biển phố Đống Đa Hà Nội nha các bác. 29E2 ạ, 85071 cho các bác, đời 2022. Rồi, em, màu trắng Alpha màu trắng thầm cho các bác mệnh kim đây ạ. Chạy cũng hợp lý rồi, 3 vạn từ những năm 2022 là anh em đi cũng khá đấy, nhưng mà thôi không sao, tầm này bắt đầu nó mới ngon mới ngọt, lốp còn nguyên mà, đã thay thế gì đâu.
hàng nó cũng mộc. Rồi, nguyên bản hết nhá, em vừa mới mua về, chưa có dọn dẹp gì, để cho các anh em mình trên live 15.800.000, chưa có bao dọn. Thật sự đây là giá của 2022 mới tinh tình tình. Hiện tại trong nhà em còn 2 chiếc 2022 nhưng đều ở phân khúc giá tầm 17.5 cho đến gần 18 triệu cơ ạ. Em này là bao tiền nhỉ? Nên cái giá mới có 15.800.000 thì em khẳng định với các anh em nó là siêu siêu hời rồi, siêu siêu hạ giá rồi. Đúng không ạ? 15.800.000 cho 2022 đúng không ạ? Chưa có dọn nhá, anh em nào có đầu tư dọn giúp em. Đơn giản là vì họ lên vành đúc mà, thì em bán giá hợp lý cho những anh em đam mê vành đúc, đam mê những cái đầu tư độ lên một chút nhìn nó khỏe khoắn hơn, đúng không ạ? Với giá 15.800.000 thì các bạn sinh viên cũng có thể tham khảo như thế này giúp cháu nha. Giá rất mới rồi nhá, giá này cực kỳ yêu thương luôn. Anh chị em nào có nhu cầu hãy quyết định sớm, biển Đống Đa Hà Nội lên vành đúc mới là đắt hơn đấy ạ. Quay gì vành đúc nó cũng đắt hơn vành nan, nhưng mà quay A khi đã độ thì anh em mua lại hời được hơn, rất là ok luôn, đúng không? Vâng ạ, bạn Ái Vi có hỏi là có con nào tầm 10 triệu không ạ? Có luôn, thế nên em luôn luôn một chiếc Gravita nhá, hoặc là quay A hoặc là quay S đều tầm dưới 10 hết thôi. Đây, em sẽ lên một chiếc Gravita mà những anh em nào ở coi như là Quảng Ninh hay là Hải Phòng, khu vực các anh em rất thích dòng Jupiter Gravita này. Để mà nói những cái phân khúc Jupiter thì Gravita được đánh giá là nhiều anh em thanh thiếu niên là thích nhất. Đây, em kiểm tra rồi, đầu bò nó có thấm dầu hai bên bưởng một chút thôi, chứ ốc đầu bò là còn zin. Đấy, nên với mức độ như thế này thì các anh em đi hoàn toàn ok đúng không ạ? Ốc đầu bò anh em xem kỹ giúp em, nó còn nguyên bản luôn. Đấy. Nhưng mà bên thấm dầu thì không thể tránh được, hàng mộc mà. Vừa mới mua về, đây cái lớp ni lông dán này, từ những năm 2008 đến giờ vẫn còn dán ni lông. Đấy, tem là tem zin hết các nhá, tem nhựa đều là zin đấy. Mà đây là nhà cháu vẫn chưa dọn dẹp gì nha các bác. Thì đầu năm xuân mới là nhiều anh em kỹ thuật chưa xuống hết được nên là em chưa dọn kịp được. Hàng mộc chưa dọn nhá. Thụt thi dầu này các anh em. Đấy, cái bản Gravita 208 thụt thi dầu đúng không? Em nói từ 14 Hải Phòng cho các bác nha. 14H8 ạ, 1556 cho các bác một em Jupiter Gravita màu đỏ đen. Đề đóm ngon lành hết, chỉ có chưa dọn dẹp gì thôi. Đây các anh em xem, đặc biệt là kiểm tra cái khói nhá. Cái dòng Jupiter này nhiều anh em có xe có thể ga mạnh, để nguội ga mạnh là kiểm tra cái khói. Rất hay bị cái nhược điểm cố hữu của dòng Jupiter này, đó là hay gọi là ăn khói. Rất hay bị đúng không ạ? Bị khói. Khói để phải dỡ đầu bò lại thành máy chạm. Đấy là một số những cái mà các anh em chơi dòng này các anh em hiểu. Đây anh quay gần, nhìn những cái đồ zin của xe này. Từ cái tay nắm này các anh nhỉ, từ 2008 giờ tay nắm này, hay là những cái đồ sần này, hay là cái con ốc nhá, anh em nhớ cho em cái ốc lục giác này là đặc trưng của những cái dòng Gravita này. Đấy, vào ốc bốn cạnh hay ốc khác là không phải đâu. Đấy, những cái chi tiết trông đơn giản thôi nhưng mà nó lại là những cái độ mộc độ zin xe từ 2008 giờ. Vâng ạ. Giao diện này là cũng dành cho các bác đi ăn đi làm đi bình thường thôi nha các bác nha. Đấy. Đi mang tiền về rất nha. Rất nhiều các anh em lại thích dòng này đúng không ạ? Em cũng gặp rất nhiều các khách hàng hầu hết chọn dòng Gravita, nếu nói Jupiter hoặc Jupiter V, đây là những hai dòng mà các bác gần như là ưa chuộng nhất đúng không ạ? Giá anh, em để trên live hợp lý. Anh Minh Nam Định bảo là 14 Quảng Ninh, dạ vâng. Vâng, 14 Quảng Ninh. Nhưng em đang nói là đặc trưng Gravita Jupiter này ở anh em đất cả chạy rất nhiều và đam mê rất nhiều. Đấy, anh em nào đã có người quen hoặc ở vùng đấy có thể nắm bắt được, đúng không ạ? Rồi, giá trên live 7 triệu, chưa có dọn dẹp gì, cũng là những cái rất hợp lý cho một chiếc máy hiện tại đang còn zin. Hai bên cam cần phải chỉnh vì nó đang thấm dầu một chút, không sao. Cái này đơn giản thôi, nhưng anh em nào trong nghề có thể hiểu rất rõ đúng không ạ? Còn về cơ bản nhá, độ rắn hay độ sơn rất ok luôn đúng không ạ? Khói thì em vừa test cho các anh em xem rồi, có thể yên tâm luôn về cái độ cái cổ xe không có một chút nào. Còn nếu rắn, mà các căng. Bác nào mà còn phân vân rồi. Về ví dụ về 7 triệu. Giấy tờ xe thì các bác yên tâm nha, nhà cháu là mua đúng bán rồi. Xe là đầy đủ giấy tờ bảo hành trọn đời các bác về giấy tờ xe. Đăng ký giấy bán đầy đủ hết. Nó vâng pháp ạ. Lý cho anh em đi được. Nguyên tắc đúng không? Có giấy tờ về mặt pháp lý, có xe giấy mua bán chứng minh về nguồn gốc xe các anh em mua bán tại ngày giờ này tại doanh nghiệp xe máy Hoàng Kiên, hoàn toàn đủ tính chất để các anh em lưu thông, không cần phải sang tên. Còn nếu anh em muốn vẫn phục vụ các anh em bình thường, mất thêm một chút phí, đó là cái quy định dịch vụ để sang tên thôi mà. Vâng ạ. Anh Thanh Vi có hỏi là nhà mình có SH219 không ạ? Em có đấy ạ, một cặp SH em đã like bữa trước, hai chiếc đều đồng giá 68 triệu cho một chiếc 2019 125 CVS và một chiếc 150 2017 CVS đều 68 triệu. Ở cái mức giá em nghĩ cũng rất phù hợp đúng không ạ? Anh có thể chọn 125 219 hoặc 150 lùi lại 2 năm của 2017. Đấy, đều form dáng giống nhau. Đều máy zin nhá, vấn đề nó đều là nguyên máy móc nguyên zin hết. Anh Vũ Huỳnh có hỏi là nhà mình có em LED không bác? Vâng. Ở nhà em có nha anh nha. Vâng, có rất nhiều LED luôn. Em cũng bảo Đức đưa LED ra nhưng mà chắc là hôm nay sẽ là
cũng sẽ phải đưa ra đấy ạ, vì có rất nhiều xe đẹp như thế này thì em sẽ cố gắng like dần dần các anh em nhé. Dạ vâng ạ. Em ở đây thì có rất là nhiều tầm giá cho các bác, những tầm giá khoảng trên 10 hoặc là đúng rồi mới cũng có nha. 40 với 150 ABS cũng có, và hơn 10 triệu hoặc dưới 10 triệu, nhưng dòng lết chế cơ vẫn phục vụ các anh em đều đặn. Đây. Đây, mời các anh em cùng xem một chiếc nguyên máy móc nguyên bản của đời 2016, khóa sờ mất cây nguyên bản. Đấy, nhưng mà lên vỏ thôi, duy trị bổ vỏ là họ đã lên em vỏ SH nhập. Đấy, có thể là anh này có thể đam mê cái dòng SH nhập đúng không ạ? Nên đầu tư một bộ bưởng hay là lốc máy ô đều là của Nhật, còn lại là đấy để chân này, thụt này, càng báng đều của Việt Nam. Dạ vâng ạ, một em 2016 Việt Nam nhưng mà vỏ lại độ lên SH nhập cho các bác nhá. Biển em nói đến từ Ba Đình Hà Nội 29B1 ạ. 67685 cho các bác nha. 125/2016 là nguyên bản đời của xe, sau đó chủ đầu tư một bộ vỏ nhập kết hợp một quả pha nhập. Mấy cái Oppo thì thôi không đáng đúng không ạ, nhưng vỏ và pha của những dòng SH nhập không hề rẻ các anh ạ. Đấy, mặc dù là đồ độ thôi nhưng mà những chi phí những dòng này bọn em cũng hay làm độ cho khách trên dưới 4 triệu là giá gần như là giá nhựa Sài Gòn chuẩn đấy ạ, cũng không có công của thợ đâu. Đấy, em cũng làm nhiều nên em biết, thì thôi nếu đã là họ đã làm đúng không ạ, với những anh em đang thích dòng nhập thì liên hệ cân đối chốt cho em, người ta làm rồi đúng không, mình quá lời luôn rồi, giá em bán vẫn vậy thôi, 125/2016 52 triệu, hoàn toàn không có tính vỏ độ nhập gì cả. Vẫn là câu chuyện độ được là mình hưởng. Đấy, anh em cứ thật sự đam mê mẫu thì chốt cho em. Đây, anh quay về đây để anh em nhận ra được cái dòng smart cây xịn của cái dòng 26 nhá. Mặt đồng hồ viền xanh này. Đấy, cộng với cả ấn khóa smart cây thì trên này có mã wifi, mã vạch để nhận này. Đấy, khóa smart cây nguyên bản đây. Để anh em có thể yên tâm chơi, em nổ máy nhá. Hàng SH125/2016, khóa smart cây. Giá bình dân cũng phải dao động 50 nẻo rồi. Đấy, nhưng lãi không bộ vỏ nhập các anh em cân đối chốt cho em. Được cái màu đen này, cái pha nhập anh em nhìn rất là đẹp luôn. Anh Lê Đại Hồng có hỏi là có con SH có con 82 đời 97 nó không ạ? Em có một chiếc vừa rồi hơi 70 đấy, nhưng mà chắc là cũng chưa thành công vì thực ra anh ấy đang đòi được tận hơn 40 được cái máy thôi chứ đồ nó cũng bình thường. Hơn 30 được cái máy nhưng đồ cũng bình thường. Em có ảnh đây rồi, nếu anh có nhu cầu thì em có thể gửi chi tiết sang cho anh. Còn hiện tại trong nhà thì có những cái phân khúc đời 94, 95, gọi chưa được chân gập. Giá thì cũng chỉ 23, 24 là có một chiếc máy zin rồi. Nếu anh cần thì các bạn online gửi chi tiết nhé. Vâng, anh Thế Hùng có hỏi là có ship vào Nam không ạ? Dạ, nhà em có. Có ạ, em ship tất cả các tỉnh thành trở lại bình thường rồi. Đấy, các anh em nào ở xa đặt cọc và các bạn online sẽ liên hệ thủ tục để ship đầy đủ cho các anh em. Vâng ạ, và cước phí sẽ tùy vào từng tỉnh thành một. Giúp em nha. Vâng. Rồi, cảm ơn tất cả các anh em trên hai bếp. Các anh em có thể chia sẻ mạnh hơn cho hai bác cháu em, có nhiều anh chị em biết đến, tương tác để hai chị em có thể giao lưu mua hai bác cháu có thể giao lưu hoặc mua bán được nhiều hơn đúng không ạ? Những cái xe thật sự rất nhiều anh em tìm những cái dòng độ vỏ nhập thế này, nhưng nhờ những đường like này thì anh em có thể chia sẻ để khách hàng biết được và chốt được cái giá với giá 52 là hoàn toàn hợp lý. Máy zin các anh em nhé, hiện tại cũng chạy 4 vạn từ những 2016, hoàn toàn phù hợp với những cái dòng SH này đúng không ạ? Đây anh ơi, rất hợp lý luôn, 4 vạn 3 các anh em ạ, từ 2016. Nói thật sự là xe em chưa bóc ni lông luôn, chưa đánh bóng, chưa sờ ba bất cứ một cái gì cả, vừa mới về luôn. Đấy, đang dán đây anh em này, đấy, vẫn đang dán một lớp ở đây, bóc ra đánh bóng lên là rất là đẹp. 52 triệu, chưa bao dọn, anh em nào có nhu cầu thì liên hệ chốt cho em nhé. Đây, sang một chiếc Future. Future 1 có rất là nhiều người hỏi, các bác okay, hỏi trên này. Ok, sẽ dừng lại hoặc là giao lưu cùng các anh em một chút nhá. Có anh Nguyễn Công Đảng hỏi là có LED 214 không ạ? LED 214 có ạ. Bên trong cửa hàng em đang còn 1 đến 2 chiếc 2014, đặc biệt là có một chiếc biển tỉnh 2014 biển 89 thì phải, anh có thể lên màu vàng đen, giá cũng hơn 17 triệu em like bữa hôm qua. Hàng máy zin, xe mộc rất là đẹp. Đấy, toàn những cái xe vừa mới về đầu năm mà kỹ thuật bên em chưa xuống hết được, nên là những cái xe giai đoạn này anh em cũng có thể là chọn những cái xe mộc theo ý thích của mình, còn nếu dọn có thể báo các bạn kỹ thuật dọn luôn trong lúc anh em chờ đợi đúng không ạ? Dạ vâng ạ, có anh Tuấn Đỏ hỏi là có WS không ạ? Dạ trên này có đây, nha anh ạ. Có một chiếc WS và cả một chiếc WS 100 nữa cơ. Em nhớ sáng nay có like một chiếc WS 100 giá là 5,5 triệu, không biết là xếp cộng bao nhiêu đấy, anh có thể liên hệ với chiếc sáng nay biển 33. Em mua là 5,5 triệu, còn sáng nay xếp cộng chắc cũng một chút thôi. Đúng, và... S 100, còn đây là S110. Anh Khuyên Hoàng cũng muốn lên vài chiếc SH1 đấy ạ. Rồi, có rất nhiều SH1 nhá. Hàng SH1 là hàng cũng là hàng Honda chiến lược rồi.
Đây em lên cho anh em một chiếc Future mà em nghĩ nó có cái đẹp. Anh em nhìn cái chân nan không ạ? Nhìn cái chân nan, nhìn cái càng, nhìn cái vậy. Nó vàng, gọi là vàng ươm luôn các anh em. Đấy, nhựa nữa cơ, nhựa tí nữa anh em nhìn tổng quan cái nhựa nó đẹp. Đấy. Đấy, hàng chân nan rất là đẹp. Vành Goldy nhá, các anh em yên tâm Goldy chuẩn hết rồi. Đấy. Lốp thì đây nhìn lướt qua là biết từ 2018 đến giờ. Có nghĩa là sao chủ xe này đi đơn giản được 7 8 năm rồi cái lốp vẫn còn. Đấy, đầu vò đây. Cô giáo đẹp đẽ đúng không ạ? Đây, anh em nhìn này. Ra máy này vẫn còn zoom zoom một chút. Đây. Hộp xích này, ôi cái băng trục sau nó mới đẹp. Đây anh em nhìn cái ốc. Ốc đẹp các anh em ơi, từ cái tăng phanh, tăng xích nhá, hay là những cái ốc trục 10 này hay là ốc trục nhá, đều đẹp hết. Hộp xích zin hết nhá. Chân nan này các anh em nhìn này, đều vàng này, vành không có gì mối mọt cái nào cả. Rất đều, vành đều, vành Goldy hết các anh em lấy được không ạ? Còn lớp sơn, lớp tem thì đây các anh em nhìn, tem zin. Đây còn đang được dán ni lông. Hàng tem zin luôn. Tem xịn, nhựa xịn luôn. Đấy. Dạ vâng ạ. Biển em nó là 29T4 ạ, 0992 cho các bác. Rồi. À. Đây anh quay tiếp bên này. Bô cũng là NF110, trục giật Meyer đều còn hết anh em cùng xem. Hàng ấn tượng cả cái bộ tem zin này. Đấy, đồ đây, anh em nhìn chắc chắn đúng không? Thiếu mất đôi cùi, chắc là anh chủ đi nó vướng anh ấy tháo mấy cái đôi cùi ra. Không biết anh ấy lúc ấy có nói chuyện là anh ấy không thích, anh ấy vứt vứt ở đâu thì em chả nhớ, không biết để. Đây. Anh em xem. Rồi. Future đỏ đúng không? Anh em còn có cả quả cốp này nữa để anh em nào đang cần để đồ hoặc để like thô là... để like người trẻ nhỏ để ngồi đằng trước thoải mái luôn. Future 1 nhá, màu đỏ biển T 204 T mấy? Rồi 204, hàng là mộc chất đều để phục vụ các anh em. Vừa mới mua được 15 phút trước thôi. 16 triệu rồi, cộng cho anh em mình 2 triệu thôi. Đây là những cái giá. Đúng không? Anh em nghe máy này. Rất là đanh đúng không? Đồ đạc, mộc đẹp, nó rắn, nó chắc cái xe. Đấy. Rất nhiều khách hàng hỏi Future 1 thì anh khách hàng có thể cân đối vì nó cứng, nó đồ nó vàng, với chính xác là đồ vàng luôn. Đây, anh em nhìn cái đồ vàng của xe. Tôi thấy là cũng có một nhóm các bác khách hàng nhà cháu là vẫn thích cái máy vẫn đang nổ. Xe rắn ni lông. Hợp lý thôi, 16 triệu cộng 2 nhá, dành cho những khách hàng nào đang cần một chiếc Future 1, các bác là nhiều đúng không ạ? Dòng đúng Future 1 đẹp thực chất. Thực sự cháu thấy các ông các bà thì khi những dòng này kể cả để cháu ở trên chơi với cháu thì cháu đi chơi phố để cháu ở trên trước ngồi cũng rất là ok nha các bác nha. Tại em nó có độ thêm một cái cốp phụ đằng trước nữa rồi. Đây, để cháu. Anh Nguyễn Công Đảng muốn xem xe lít 2014 nhà mình còn không bác nhở? Còn ạ, em còn màu vàng đồng này, màu đỏ đen này, cũng còn khá màu. Đấy, riêng lít 125 đời 2014. Giá bây giờ giá mới anh ạ, toàn tầm xem 20 thôi, cùng lắm là nhô một chút là anh đã sử dụng được những chiếc lít 125, máy zin chất để phục vụ các anh em được. Đấy, các bạn online tôi gửi ảnh chi tiết anh nhá. Đấy. Các bác nào muốn nhận ảnh chi tiết này hoặc là muốn tư vấn kỹ hơn về dòng xe, về giá cả, các bác có thể nhắn tin trực tiếp tại fanpage Kim Đăng Live giúp cháu nha. Vâng. Còn rất nhiều xe nhá. Cảm ơn tất cả các anh em đang có mặt hai bếp đang ủng hộ xe máy Hoàng Kiên em ạ. Còn rất nhiều. Anh Tông Mèo có hỏi, anh Tông Mèo vừa lại có SH 36 triệu à anh? Đúng rồi, 36 triệu 500 ạ. Thì anh lại không kịp xem đúng không anh nhỉ? Hàng nó cứng, rắn lắm đây anh. Máy zin luôn để các anh em yên tâm, chính chủ luôn để các anh có thể yên tâm nữa. Đấy. Vâng ạ, anh Đinh Sơn cũng có hỏi nhà mình có Sipo không ạ? Sipo thì hiện tại em không còn anh ạ. Sipo thì hàng gần như cũng phải trao đổi với anh em rất nhược điểm vì có một cái cơ bản đó là liên quan đến giấy tờ. Sipo rất nhiều giấy tờ là giấy tờ gọi là giấy tờ đi đường thôi. Nếu anh em nào trong nghề có thể biết được, đúng không ạ? Dương Đỗ Thái muốn mua SH tầm khoảng 60 đến 70 triệu anh ạ. Rất nhiều anh nhá, SH 670 gần như cái dàn này anh cũng đã sử dụng được cơ số đấy, trừ những chiếc 150 hoặc những chiếc ABS đời cao. Còn lại với giá của anh đúng không ạ, 219 anh cũng đã lấy được rồi. Còn 217, 18 ok, 220 cũng vẫn lấy được. Đấy, kể cả biển Hà Nội anh nhá. Vâng ạ, anh sẽ cân nhắc giúp em nha anh nha. Rồi, lên cho anh em mình một chiếc LED. Đấy, anh em nào nãy vừa hỏi LED em sẽ có hai chiếc để phục vụ các anh em. LED 110 màu đen bạc, một trong những màu hay gọi là màu truyền thống của Ablet. Đây, lướt qua anh em có thể nhìn luôn màu cái chỉ vàng dùng bên trong đúng không ạ? Máy zin nhá, hàng máy zin để anh em có thể cân em che mất rồi. Rồi, để anh em có thể cân đối một chiếc. Ra máy bán lại rồi. Tay sách cũng đã bán lại. Vâng, nó sơn si dọn dẹp nhưng mà thôi anh nó là hình thức. Muốn xem con Future bạc anh ơi, em chú Đức lại ra đi mất rồi thì anh có thể xem lại giúp em được không? Vâng, em lại chỉ có Đức chỉ có cho gọi là 1 phút 30 giây mỗi xe thôi.
anh em chỉ lên được một chút, cũng bị ép KPI một chút đấy ạ, không thể để lâu được, nên là các anh em nào có nhu cầu thì các bạn online sẽ gửi lại hoặc anh có thể xem lại giúp em nhé. Dạ vâng. Lết đây rồi, lết 110, hàng máy zin luôn nhá, rất phù hợp luôn. Và đặc biệt là tầm tiền sẽ là hợp lý cho anh em có nhu cầu chọn một chiếc 2011, 11 triệu. Giá rất hợp lý, 11 triệu cho một chiếc lết. Đấy, màu đen bạc đúng không ạ? Là những cái màu rất phù hợp luôn. Em này được 2010 đúng không bác? 2011, 2011 nhá. Biển em nó là 29M10735 cho các bác đây nha. Rồi, giá là 11 triệu, 11 triệu thôi, anh em có nhu cầu liên hệ chốt giúp em nhá. Hàng máy zin, hình thức thì thôi chiếc này cũng sẽ là có những cái nhược điểm như là có sơn spa lại. Đấy, hai bên cánh yếm cũng như là càng hay là da máy một chút rồi. Thôi, vâng. Dọn thì mình đỡ với phải dọn. Với giá 11 triệu thì các bác cũng rất hợp lý đúng không? 29M10735, biển Hà Nội mà anh em ạ. Giá đấy em nghĩ là hoàn toàn hợp lý rồi. Anh Tuấn Tú có hỏi là có con SH365 để dành cho mình nhé. Dạ vâng ạ, anh có thể theo dõi. Vâng, và anh gọi các bạn online xem vừa rồi không, vẫn còn mà chiếc vừa rồi đây. Anh có thể gọi các bạn online để giữ lại bằng cách là phải cọc anh ạ, vì nó là bắt buộc rồi, xe đẹp mà thì bác phải giá yêu thương nữa, đúng không ạ? Vâng, nếu mà anh các anh chắc chắn là các anh muốn mua, các anh kết em ấy thì các gọi anh mẹ, sẽ gọi cọc mẹ, giúp em nhá. Gọi mẹ nhá. Để tránh trường hợp nếu mà các anh chuyển cọc thì nó sẽ bị trừ một chút khấu hao đấy ạ, thì các anh chú ý giúp em. Vâng. Tiếp tục lại là lết, đây hàng lết này thì là lết thông dụng hơn. Anh Đào Cường có hỏi là con đấy chạy ổn không ạ, là con em lết vừa nãy chạy hợp lý anh ạ. Tất cả những dòng Honda như em muốn nhấn mạnh các anh em, nếu muốn chạy chắc bền ổn định ấy ạ, thì các anh em cứ chơi Honda cho em, cũ một chút không sao đúng không ạ, kể cả sau này có cần bảo dưỡng hay sử dụng thay thế đấy, bảo dưỡng thay thế thì mình cũng dùng Honda, cực kỳ lành, chi phí sửa chữa rẻ, nói chung là ăn chắc mặc bền, là cứ Honda cho em đúng không ạ. Còn nếu anh em sang những dòng khác thì mới gọi là phải đầu tư nhiều. Vâng. Tiếp tục bản thân như những chiếc lết nó luôn luôn được tính năng chạy ổn định đứng đầu rồi, nên các anh có thể yên tâm với những dòng xe ga thì lết đúng không ạ, luôn luôn là được tính năng ổn định rồi. Vâng ạ, tiếp tục cháu lên cho bác một em Everest. Rồi. Nó là màu đen bạc nha, màu rất là thông dụng, em nói từ 36 xứ Thanh cho các bác đây ạ. Đời 2009, bản là 5 nan nhá, một bản lết 5 nan. Đấy. Hàng cũng là máy zin luôn, anh em thấy những cái dòng lết này em phải báo cáo máy zin, máy chạm kỹ vì một số các anh em ở xa rất hay chi tiết hỏi, đặc biệt những dòng cũ này. Nhưng mà da máy này, đúng không? Tay sách này có một chút spa rồi, không thể tránh được, cũng như là đồ sần đã dọn qua lại để anh em mình về nó ok một chút về hình thức. Còn về cốt máy nha anh em cùng nghe máy này. Thực ra là máy zin các anh em biết ga cũng kinh nghiệm lâu năm là cũng biết, nhưng mà thôi mình cứ nhìn cho nó chắc chắn cẩn thận để các anh em có thể yên tâm. Đấy. Vâng ạ, một em Everest đến từ quê hương của Thủ tướng Phạm Minh Chính cho các bác. Em biển nó là 36X1 ạ, 7541 cho các bác đi nha. 12.300.000, máy zin nhá, dòng lết 110, bản 209 5 nan. Thật sự với các anh em không phải là cứ đời cũ mà là rẻ hơn đời cao. Bản thân chiếc lết này là điển hình. Với những chiếc lết này đời sau như chiếc vừa rồi đời 2011 cũng là câu chuyện của máy zin nhưng là đầu to. Mà biển Hà Nội em này chỉ bán ra có 11, nhưng chiếc này lại tận 12.300.000 cho một chiếc biển 36 đúng không ạ? Đời thì lại 209 thôi. Nhưng các anh em lưu ý cũng là máy zin nhưng mà nó là form dáng, nó được form dáng đẹp. Dạ chưa vâng dáng ạ. Anh Đào Cường anh có thể nghe máy giúp em đúng nhé, rồi. Máy vẫn đang nổ đấy ạ. Vẫn đang nổ luôn. Dạ vâng. Nhà em thì những em xe nào mà máy không chất thì nhà em sẽ không mua nha anh nha. Chính kể xác. Cả hình thức đẹp thì máy không chất thì nhà em cũng các anh em yên tâm, bán là còn phải bảo hành đúng không ạ, nên nếu mà cộng những các anh em nếu xem live có thể nắm bắt cái giá cộng đâu đó có 2-3 triệu, nếu mà chi phí bảo hành cho một lần làm máy thì gần như là các anh em xác định rồi lỗ luôn như chả nói đến hòa, nên là cái quá trình chọn máy đầu vào cực kỳ kỹ các anh em nhé. Còn những cái xe mà không đảm bảo khi các anh em đổi xe bắt buộc bọn em đành phải gần như là báo chuyển sang các cơ sở thợ khác để họ có thể mua, sau đấy anh em đổi ở nhà em thôi. Còn máy kém các anh em cũng hết sức thông cảm, đấy là không nhập rồi. Còn có thì bọn em chỉ giao lưu các cửa hàng, một số các anh em đưa thợ làm máy đấy để lấy họ chuyển sang một cơ sở khác đấy để bán thôi. Vâng. Báo rồi ạ, 12.300.000. 12.300.000 đúng rồi. Dạ vâng ạ, 12.300.000 con Everest vừa nãy cho các bác nha. Tiếp tục em trên này là Everest màu trắng. Rồi. Đời bao nhiêu đấy bác nhỉ?
bản 6 Nan rồi, 2010. Đấy. Em nói từ 26 Sơn La cho các bác ạ. 26K94166 đây ạ. Đăng ký 2010 các anh nhá, giá là 13.500.000 thôi. Đấy, cũng là hàng lết nhưng được cái màu trắng, đời thì cao hơn vì bản nó là bản 6 Nan, cũng là câu chuyện của máy zin. Hình thức thì thôi màu trắng không thể tránh được, cái độ xuống màu theo năm tháng. Riêng anh em dùng lâu năm đúng không ạ, cái màu trắng nó sẽ bị xuống màu, tối hơn này, ố hơn một chút thì không thể tránh được. Thì đây các anh em cùng xem những cái dòng lết của những năm tháng 2009-2010. Thì anh em cố gắng tập trung sâu vào máy, càng khung thì gần như bọn em kiểm tra và cam kết với các bác đầy đủ rồi. Còn có chăng chỉ là hình thức thôi, thì thôi những cái xe nó cũng lâu năm rồi, bọn em dọn dẹp để anh em có nhu cầu. Máy zin anh em nghe tiếng máy này, cực kỳ chất và đanh đúng không ạ. Đây anh em xem tổng quan 13.800.000 cho một chiếc 2010. Cao hơn nhá, nó là bản 6 Nan ạ. Bản 6 Nan đây. Đời 2016 các bác. Anh Minh Chiến lên SH đi. Vâng, chút em lên SH anh Chiến nhá. Vâng ạ. Ôi, còn rất nhiều SH, có thể anh em sau Tết này nhiều anh em hỏi về SH đúng không ạ? Nha các bác nha. Kể cả các bạn học sinh sinh viên không muốn đầu tư cho một chiếc xe quá nhiều, hoặc là các bác làm văn phòng bình thường thôi ạ. Muốn dành tiền để đầu tư những cái khác thì các bác cũng chỉ đi một con gọi là hai bánh quay đêm. Tại vì nghĩ em nghĩ bên nha. Em cứ nghĩ là đầu năm xuân mới thì nhiều anh em sẽ tập trung vào những cái dòng xe gọi là đi ăn đi làm hay những dòng xe phổ thông thông dụng, nhưng em thấy chắc là năm nay anh em làm ăn được nên là rất nhiều anh em hỏi SH và những dòng xe lướt sau Tết. Đấy, ngược so với các năm khác, chắc là sẽ hứa hẹn một năm mới anh em làm ăn phát triển hơn, mạnh mẽ hơn đúng không ạ. Ok, thế thì chút em sẽ lên SH nhá, Bảo Đức dừng một số những cái dòng xe phổ thông vì em đang định lên những cái dòng quay nó tầm trung trung một chút, trên dưới 10 chẳng hạn đúng không ạ. Không sao, anh em cứ trao đổi những cái sở thích, cái nhu cầu, em sẽ cố gắng phục vụ làm sao đầy đủ hết để anh em mình có thể xem cái buổi live hay là theo dõi nó trọn vẹn nhất nhá. Vâng ạ. Giá chiếc Ablet là 13.800.000, hàng máy zin biển 26. Xe thông dụng bình thường thì cho mấy chiếc SH nữa nào, SH và SH1 nhá. Ok. Vâng ạ. Có chị Thúy Vũ hỏi là còn Vision không ạ? Có ạ, chút em sẽ lên Vision, bạn ấy đăng ký sẵn ở đây rồi. Và xa xa những cái chiếc Vision bản cá tính này, giá thì thật sự là bản cá tính thì cũng không hề rẻ đâu. Tí nữa em sẽ lên hoặc là giới thiệu chi tiết đấy, nếu anh em có nhu cầu. Đây, một mẫu vẫn là cái câu chuyện những cái hàng phổ thông 2021 lốp còn, lốp của cuối 2022, tuần 51-2020, sorry, xe 2021 lốp của cuối 2020, tuần 51 anh em lốp còn rất là dày, sơn zin hết nha. Đây là dán ni lông này anh em này, vẫn còn cái lớp ni lông đang bóng và chưa tẩy sạch. Và đặc zin hết nha anh em, máy nguyên zin, ra máy còn theo xe, để chân hay là cái tem đều theo xe hết, cả lốp trước lốp sau đều của 2020 cuối nhá anh em nhá, cuối những năm 2020 hết. Biển 18B2. Vâng 7, ạ, biển 4. 18 Nam Định cho các bác nhá. 18B2 ạ. 74143 cho các bác đây ạ. Có nhược điểm là anh em lấy quả tay sách này chắc là có like một cái giá gì đó, vật gì đó đằng sau, nhưng mà chắc là cái tay sách zin anh em lại đổi luôn với lúc thay rồi, thành ra là không còn lại nữa. Đấy cũng là một số cái nhược điểm, anh em mà có đổi ấy, thì anh em nhớ giữ lại cái đồ zin cho mình, như thế này là bị trừ tiền này. Đấy là khi bán là bị trừ tiền. Vâng ạ. Đấy. Nếu các bác nào mà không có quá nhu cầu cao về hình thức đấy ạ, không quan tâm cái này lắm mà thấy là thì lại lợi rất nhiều tiền. Đúng rồi, nhưng mà thôi anh em đầu tư mua vào cũng được, nó có 200-300 thôi là mình mua xong, không cần lo lắng gì cả. Em trừ tiền xong rồi thì em cũng bán hợp lý hơn, để anh em nào cần lắp thì mua thêm, nó chỉ là một cái tay sách thôi. Còn lại về tổng quan chiếc xe 2002 đây đúng không, từ đời 2021, đăng ký 2021, còn sản xuất ở cuối 2020 rồi, chỉ chạy 2002, máy zin biển 18, rất là hợp lý thôi. 11 triệu rồi, cộng cho anh em mình 1.8 triệu thôi, 12.800.000 anh em ơi, rất hợp lý. Hàng máy zin có 2002. Dạ vâng ạ. Cho các bác nào mà còn nguyên. Vâng. Không cần sơn lại một cái gì cả, duy chỉ cái tay sách, anh em đầu tư đôi trăm nữa để xử lý thì anh em cố gắng. Còn không thì nếu mình thích đúng không ạ? Rất hợp lý, tem đẹp. Bác hội lý ơi, bây giờ là vẫn là đang thời gian nghỉ Tết của cháu nha bác nha. Cháu được nghỉ Tết tận 3 tuần cơ. Và bây giờ đại học rồi, đại học bao giờ cũng sẽ là nghỉ và nghỉ mà Tết nhiều hơn. Cháu không hề ăn chơi đâu. Cháu ăn chơi bây giờ cháu không làm cho bố cháu đâu ấy mà. Rồi, huệ ngoan lắm các anh em ạ. Rảnh thời gian là sẽ ra phụ giúp công ty cũng như là phụ giúp gia đình làm những cái live hoặc là những cái phòng kê trong kê toán, huệ đều làm được tất. Học cũng là chuyên môn về cái bên đấy rồi. Nên là cũng đỡ được rất nhiều cánh tay phải của sếp đến nơi rồi các anh em ạ. Nhá. Rất ngoan nên các anh em có thể yên tâm. Thế nên là
bố mẹ cháu gọi nhà phương châm sống, à phương châm dạy con là có làm thì mới có ăn. Đấy, nên là bắt cháu đi làm thì cháu mới có tiền tiêu, cháu mới có tiền đi có lao động, phải có sự lao động, lao động thì mới cháu không cho tiền đâu, lao động mới có sự phát triển được, toàn diện được. Đấy. Rồi lao động là vinh quang mà, tốt thôi. Vâng ạ. Anh Trần Lâm có hỏi là có con Jim lùn nào không ạ? Trong Tết có một chiếc Jim lùn em mua giá rất rẻ thôi, có 6 triệu, chưa nổ, để qua Tết xịt bình em Đức báo chưa nổ, có để mai em like lên chiếc đấy, giá em bán ra thì chắc thì chỉ cộng hơn triệu, tức là 70 mấy thôi, anh em đã mua là hơn 6 một chút rồi, đúng không ạ? Chiếc này thì 13.8 nhá, hàng của 2021, anh em nhớ cho em, Jim rất là đẹp và chất. Dạ vâng. Ô đây. Tiếp tục. Anh Đình Đạt có hỏi là lên SH218 đi ạ. Dạ vâng, chút nữa em có lên SH18-19 để chút em lên nhá. Đây. Dạ vâng, hôm nay nhiều quá. Hôm nay nhiều các anh chị hỏi quá. Đúng rồi. Chị Huệ Nguyên có hỏi là có Win, có xe Win Thái hay không ạ? Có chứ ạ, em có một chiếc Win Thái 19.500, Win Indo vâng. Đấy ạ. Đồ rất là đều, da máy hay đầu bò nhìn rất là vàng ươm luôn, chưa có sơn xi lại. Tất nhiên là chạm rồi nhưng mà nhìn nó rắn, nó đanh, đồ nó còn rất là nhiều. Anh em nào dùng Win có thể xem ảnh chi tiết nhá. Anh Hoàng Nam có hỏi là con này giá thế nào, con vừa nãy đúng không anh? 11 triệu cộng 1.8 triệu là 12.800. 12.800 cho một chiếc 2021 hàng máy zin, duy chỉ có một cái tay sách là nó bị lỗi thôi, anh có thể mua cái tay sách hoặc là báo bên em để lắp tay sách zin lại nhá. Có chị Huệ Nguyễn có quay dép son, hiện tại em đang không còn ạ, một trong những dòng quay mà đăng ký tới 5 màu trên đăng ký, em nhớ cam, vàng, đen, xanh, đỏ, đúng không ạ, rất nhiều màu đặc trưng của quay dép son hoặc các dòng rep son, rất nhiều màu. Vâng ạ, dòng xe có chị Hiền Nguyễn có hỏi là shop có Charlie không ạ? Em không còn ạ, Charlie thì không còn, có chiếc 101 hàng cổ, còn Charlie thì chắc là anh hỏi có hai dòng Charlie, một dòng liên doanh mới và một dòng cổ ngày xưa. Hiện tại thì em đang hết Charlie, nhưng anh có thể cho biết cụ thể cái dòng mình thích. Anh Hậu có hỏi là hôm nào like những loại xe cỏ dưới 5 triệu để cho anh em đầu năm mua đi. Hôm nay luôn anh ơi, em đang like đây, tí nữa em đang có chương trình mấy chiếc Taurus kìa, anh lướt nhanh chiếc Taurus rất đẹp luôn. Đấy, anh ạ, em đang có ý định like những cái dòng xe cỏ và những chiếc WS này cũng được này, giá cũng hợp lý thôi. Anh cùng đón xem nhé, đây anh lên luôn một vòng WS trước xong rồi xuống cái con Taurus. Đây. Anh Nguyễn Văn Cường ở nhà em có rất là nhiều winner cho anh nha. Đúng rồi ạ. Cả các bản nào anh có thể liên hệ chốt. Anh có thể liên hệ hoặc nhắn tin trực tiếp với nhà em nha. Đây, tiếp tục nhà em lên cho các anh chị một em Way S màu đỏ. Em nó đến từ 90 Hà Nam đây ạ. Đây 90 Hà Nam. Hàng Way S gọi là Way S Go, vành nan phanh cơ, trong những cái dòng xe phổ thông được trang bị máy 110. Ưu điểm thì bao giờ cũng là đứng đầu rồi, chắc bền rẻ. Đấy, nhược điểm thì hình thức không biết các anh em cảm thấy nó có phù hợp với cái mình thích hay không thôi, vì dòng WS này nó hay bị chê là nó hơi dày dặn một chút, đúng không ạ, nhiều anh em sẽ chê cái hình thức, chứ còn lại về chất lượng thì em đánh giá là so với cái tầm tiền các anh em nhé, hoàn toàn hợp lý. 2010 7.2 triệu thôi, rất hợp lý, có hơn 7 triệu một chút cho một chiếc 2010 lốp lát thì anh dày dặn của anh nha. Hình thức thì ok. Đấy, máy móc vẫn có bảo hành đấy các anh em ạ, dù là có 7 triệu mấy đúng không thì nó lành, không có gì để lo. Em nghe máy này, anh em chạy 3-6 tháng em bảo hành máy cho các anh em, trong thời gian đấy đi thoải mái, còn sau đấy có vấn đề gì các anh em vẫn có thể qua cửa hàng để bên kỹ thuật có thể hỗ trợ thông báo những cái xử lý bảo dưỡng hay là khắc phục những cái lỗi giúp các anh em một cách cụ thể, nó gọi là hỗ trợ giá rẻ nhất nhá. Rồi 7.2 triệu thôi đúng không, 7.2 triệu cho em WS này nha anh, 2010 giá hợp lý quá các anh em nhỉ. Đây, phía xa này là một chiếc Taurus biển Hà Nội luôn. Anh em mà lăn tăn biển tỉnh thì làm cho em chiếc biển Hà Nội này, đúng không ạ? Biển đời Taurus, một trong những cái dòng xe sản xuất song song với Sirius những ngày đấy, thương hiệu của Yamaha, nhưng mà đúng là sản xuất song song thôi chứ còn lại mang hai số phận. 2011, xe đời rất là mới, biển 5 số rồi. Anh em cùng xem này, cái lớp sơn tem zin này, tem zin nhìn nó đẹp đúng không ạ? Tem hoa này, bắt đầu lên tem hoa, đồ nhũ cũng còn hết. Đồ nhũ vẫn còn nhé, đèm zin, da máy vẫn còn, nhìn lớp zin đều rất là đẹp đúng không? Chân nan sau thì thay rồi, chắc là họ lên mới thôi, nhưng mà thôi không sao, lốp không thay càng ngon, càng yên tâm. Rồi giá để cho anh em mình trên like này có 5 triệu nhá, cho một chiếc Taurus đời 2011 biển Hà Nội đấy, 5 triệu thôi, một trong những dòng xe mà anh em nào bảo đi ăn đi làm gọi là đi cứu cánh sau Tết này thì quá hợp lý rồi, vừa được biển Hà Nội, vừa được cái sự rắn, sự chắc, sự đanh,
đồ tem zin nó vẫn còn, rất là dễ sử dụng, từ đôi gương này vẫn là của xe. Anh Hậu ơi, đây ạ, những một em Taurus này tròn 5 triệu cho anh nha. Rồi. Các xe điên đi làm thôi ạ. Hàng xe số mà, không có quá gì phải lo lắng về cái chất lượng hay là vấn đề về xử lý sửa chữa cả. Nó là những cái dòng xe thông dụng rất rồi. Nhưng anh em lấy một chiếc xe ga cũ cổ mà phải thay thế sửa chữa thì nó có thể đắt. Nhưng xe số luôn luôn là nó lành, nó dễ, không có gì phải cầu kỳ cả. Rất đơn giản. Nếu mà các anh có cơ hội ở gần 52 chùa Hà đây ạ, thì các anh có thể trực tiếp và có thời gian nữa thì có thể đến trực tiếp 52. Đây, anh 52 chùa Hà nhá. Anh em vẫn luôn luôn để ở đây để phục vụ tất cả các anh em mình đang có nhu cầu mua hoặc bán hoặc tham quan, ngắm hoặc test hoặc trải nghiệm những cái dòng xe mà mình đang cần phải nghiên cứu để mua. Rất nhiều. Dạ vâng ạ. Chị Trang Phạm có hỏi là có AB đời 2012 màu đen không ạ? 21 được không ạ? Vì 21, 22 nó giống hệt nhau. Và màu đen bạc, em vừa rồi em có lên một chiếc 21 hàng giá rất hợp lý, 11 triệu. Thật sự là với những cái giá này em nghĩ là cạnh tranh với cả biển tỉnh được rồi. Nhiều chiếc biển tỉnh bây giờ bọn em vẫn phải bỏ ra 90 triệu để đi mua. Đi mua luôn các anh ạ. Đấy mà biển Hà Nội em bán ra giá đấy. Hình thức thì bình thường nhưng mà máy căng, mà máy vẫn còn, zin gai nhá. Đây, có bác Hiền Nguyễn, Mister giới thiệu xe ngắn gọn. Giới thiệu xe ngắn gọn dễ hiểu đấy, khen bác kìa vậy. Vâng. Em cảm ơn nhá. Vâng, cũng là cảm ơn tất cả các anh em đang theo dõi và xem trên hai bếp. Đây là những cái mà bên cửa hàng em luôn luôn ghi nhận, mong muốn các anh em có thể tìm hiểu những cái thông tin về xe, những cái nhu cầu mình đang thích, hoặc mình có người quen, người thân đang cần mua một cái xe gì, đúng không ạ? Mình xem, mình có thể tư vấn hoặc giới thiệu. Đấy là những cái gọi là các anh cũng là kết nối giữa em với những cái người đang thật sự cần. Nó luôn luôn là những cái bên em ghi nhận và cảm ơn tất cả các anh em nhé. Vâng, cảm ơn tất cả các bác đang xem livestream nha. Có anh Bùi Văn Quang hỏi là có gym Việt không ạ? Nhà mình gym Việt. Còn rất nhiều chứ, luôn luôn mà. Một trong những dòng xe là bên em gần như đặt mục tiêu là lâu dài và bền vững và gọi là làm mạnh luôn về gym Việt đấy. Trong giai đoạn này em còn đang mong muốn những anh em có những chiếc gym Việt đẹp chất có thể đến để kết nối giao lưu với bên em. Vì trong thời gian Tết vừa rồi cũng bị một cái giai đoạn gián đoạn mà nhập nó hơi chậm một chút về cái sản phẩm gym Việt để chưa phục vụ hết được những anh em. Gần Tết mà hoặc là sau Tết vẫn là thời gian kiểu chơi Tết nhiều, không tập trung để nhập hết được. Vâng, anh Đoàn Vũ có hỏi Vision. Dạ vâng. Bên đây em chút em sẽ lên rồi em nha. Sẽ tập trung lên một cái mẫu mà không biết anh em nào có tìm hiểu không. Nói đơn giản nó là một cái xe cho các chị em đi học, nhưng mà thật với mẫu này thì phải là những em chất chơi một chút, những em đam mê xe to, đúng không? Vì những cái dòng này nó là form dáng của Exciter 135 đấy, mang hình hài của Exciter 135 nhưng động cơ là hàng liên doanh, máy thì là 50cc tiêu chuẩn cho các máy học sinh sinh viên, máy học sinh đi học không cần bằng. Đấy, rất là hay, một mẫu thiết kế em đánh giá là đẹp. Đời thì các anh em yên tâm, 2022 đúng không? Mới ơi là mới đây, các thông số từ ăn xăng có 1,4 lít. Đen sần cho các bác rồi ạ. Động cơ thì mang động cơ D-Tech, gọi là hàng em hay gọi là hàng nội địa Trung Quốc, nó cũng là một trong những hàng có tên tuổi rồi. D-Tech hay là Halim nó cũng có những cái dấu ấn nhất định ở cái thị trường 50cc ở Việt Nam rồi. Dạ vâng, biển em nó là 29AB8004 cho rồi, các bác nha. Đôi lốp còn dày. Đây anh em nhớ cho em nhé, cái hàng 29AB nó là hàng 50cc. Đi xe này là mặc định là các em học sinh rồi, các anh giao thông sẽ không hỏi vấn đề về bằng, nó là bắt buộc. Cộng với các tiêu chí như là để trong trường hợp pháp hợp lệ, gọi là hợp lệ, về sau hạnh kiểm các vấn đề về ngoài luồng thì các cô thầy cô gần như là cũng sẽ tạo điều kiện tối đa, nó không bị nhắc nhở gì cả. Đấy, đấy là cái ưu điểm của dòng xe này. Thêm một yếu tố nữa là giá thành anh em ạ, kiểu dáng rất đẹp 2022, các anh em nhìn công nhận không? Đây anh quay, từ cái cần số hay là cổ bô này hay là cái da máy nhìn đẹp như thế này, xe nó rắn nó đanh đúng không anh em? Không có sờ ba lại cái gì cả, vẫn zin nguyên bản luôn. Đấy, D-Tech này, hàng đẹp rắn. Mà giá thành hôm nay trên live anh em nào có nhu cầu rất hợp lý, 8 triệu rưỡi. Vâng ạ, 8 triệu rưỡi. 8 triệu rưỡi thôi. Đúng không ạ? Quá hợp lý. 8 triệu 500 nghìn nhá, là các anh em đã sử dụng được một mẫu gọi là hàng bình chắc nó hơi yếu một chút, cần thì em sẽ gọi là sạc lên cho anh em. Đấy, máy này, anh em nghe này. 2022 vành đúc đúng không ạ? Phanh đĩa hàng của Exciter 135 côn tự động nhưng mà giá có 8 triệu rưỡi. Rất mới này, 2022 này. Rất hợp lý. Trước giá 8 triệu rưỡi quá là yêu thương đúng không các bạn? Các bác mua cho các bạn học sinh cấp 3 này. Đúng rồi. Hoặc là các bạn nào mà chưa có bằng thì đi nó sẽ không bị rồ ga, đi nó sẽ an toàn hơn là những loại 100 hoặc là 110 nha các bác nha. Rất hợp lý luôn, tại vì nó là hàng thông dụng mà. Giá thành thì các anh em chỉ đổi từ cái xe đạp điện lên. Theo em bây giờ một số những dòng xe đạp điện
anh em có công nghệ, có xe có đăng ký thì giá thành em nghĩ nó cũng không khác nhau nhiều là mấy, chưa nói một số những cái xe đạp bây giờ em thấy nó còn cũng giá cũng phải cạnh tranh với mức này rồi, nhưng các anh em đổi từ những hàng gọi là thuần túy cũ đổi sang một số những cái mẫu mới động cơ gọi là động cơ phát ra tiếng nổ này để cho các đi, em các bạn đi một vài năm là đúng các rồi. Bạn đổi thôi nha các bạn chính nha. Xác mà sau này các em học xong các em có thể ra với những cái dòng xe thông dụng ấy, xe 110, 100 các em nó quen đây là động cơ máy xăng thì các em chuyển sang những cái xe thông dụng như là Way Vision hoàn toàn nó không bị một cái bỡ ngỡ nào cả đúng không ạ, từ xe điện hay là xe đạp chuyển thì các bạn sẽ nhiều khi nó cũng sẽ mất một cái giai đoạn hững đấy, nó sẽ là một giai đoạn chuyển giao em thấy rất là hợp lý, sản xuất ra cái mẫu 50cc là hoàn toàn phù hợp. Tiếc là những dòng như là Honda hay là những cái dòng xe hãng ấy họ đưa ra 50cc với mức giá quá cao. Em phải đồng ý những chiếc Zonno của 50 hay là những chiếc Cup của 50 các anh em công nhận đúng không? Honda đấy hàng xịn, giá nó vượt cái giá của các em học sinh của bạn đều tầm 6-70 hay là 4-50 với những chiếc xe cũ có giấy tờ quá cao. Trung Quốc họ đánh vào cái thị trường này rất hợp lý, giá rất phù hợp, 8,5 triệu. Dạ vâng. Bác Hiển Nguyễn muốn tìm chiếc Charlie cho bà xã đi chợ. Nhưng mà bác ơi, nhà cháu lại hết mất Charlie rồi ạ. Vâng, đúng rồi, dòng đấy đi chợ cũng được ạ. Dòng Charlie nó nhỏ, phân phối cũng thường là 50 thôi, mà kiểu dáng nó có cái đẹp của cổ đúng không ạ? Em cũng sẽ cố gắng thường xuyên cập nhật và mua để phục vụ các anh em nhá, các bác nhá. Vâng ạ, anh Long Nguyên có hỏi là có xe zin để đi làm không ạ? Có chứ anh, những cái tầm zin Việt máy Thái em like cái chiếc 19 năm hoặc những chiếc zin lùn thì thôi chắc mai em mới lên được, giá thì tầm dưới 10 triệu. Đấy anh cũng có thể cân đối cái mức giá anh đang có nhu cầu để mua xe là bao nhiêu. Anh có thể cho bên online em biết để em gửi ảnh chi tiết. Dạ vâng ạ, anh có thể nếu mà anh muốn tư vấn kỹ hơn anh có thể nhắn tin tại vâng. Tiếp tại fanpage cho đang livestream giúp em nha. Ok, dạ. Tiếp tục vẫn là Way đúng không ạ? Vẫn là một em Way RSX 110, hàng là bản chế cơ thôi nhưng mà là vành đúc, xe của đời 2000 đây em xem nào, 2016 đấy. Em nó biển 28. Biển 28 à? 28 ở đâu vậy bác? Hòa Bình. 28 Hòa Bình các bác nha. 28B1127 sao bác đây? Đăng ký là tháng 10 2015 thôi các anh nhá, tháng 10 của 2015 cho một chiếc giới đích. Ưu điểm là vành đúc phanh đĩa, máy hiện tại là cơ còn zin nhá. Đầu thì chỉnh cam cò, cái lắp suppap thì anh em thông cảm với dòng máy 110 không thể tránh được. Đây cái lớp tem zin này. Đấy, vành đúc này, ốc trục này, anh em anh quay vào các cái chi tiết này cho anh em nào trong có thể biết được cái độ đẹp đúng không? Bô vẫn zin, cổ bô chưa sơn, ra máy còn, lốp bảo vệ máy còn. Để chân cao su thì thay rồi, đồ sần vẫn theo xe. Đời 2015, một bản chế cơ. Thực ra với cái dòng RSX này thì em đánh giá được theo nhiều người có cho ý kiến lại thì chạy những bản chế cơ lại bốc và thoáng máy hơn là dòng chạy chế FE. Không biết các anh em đã sử dụng và có đánh giá chung không? Tại vì dòng FE các anh em khi chạy thì hay bị ngạt, bị ì cái giai đoạn thốc máy, nó cảm thấy nó không được thoát máy bằng những dòng chế cơ. Đấy là một cái nhận xét chung. Dạ vâng, tại vì khi các bác những cái dòng chế cơ nó ăn, tại vì những dòng chế cơ nó ăn xăng hơn những dòng FE, tại vì khi FE các bác nó sẽ là những cái full xăng. Đúng rồi. Như là bơm nước. Nó giảm thiểu nhiên liệu. Vâng, nó giảm thiểu nhiên liệu hơn. Nên nó sẽ bị có độ ì. Đấy, nhưng thực ra là Honda, các anh em Way đúng không? Các anh em mình dùng Way quanh năm rồi có bao giờ nghe thấy từ Way tốn xăng đâu? Rất ít đúng không ạ? Gần như là bị ăn xăng. Tức là chế nó bị ăn xăng thì còn có thể, chứ còn em thấy nhìn chung Way nó là một trong những dòng xe quốc dân rồi. Nên các anh em sử dụng Way cũng không quá cầu kỳ về phun xăng với cả chế cơ đâu, theo em, đúng không ạ? 11,2 triệu cho một chiếc 2015 vành đúc phanh đĩa, bản chế cơ, máy cơ vẫn còn zin đúng không ạ? Hình thức đẹp. Đấy, các bác nào ở tỉnh thì cũng có thể cân đối cho em, không quan tâm đến biển cái pha này các anh em nhìn. Nó nhìn quá đẹp, trong veo lớp sơn zin này các anh em. Xước một chút nhá, nhưng nó là xước sơn vào thịt zin. Đây chỗ này bị xước thì em đã dán lại rồi, hàng cứng đanh rất là đẹp luôn. Có 11,2 triệu thôi anh em nhé, máy zin, sơn tem đến giai đoạn này là zin, bọc tiên cũng là zin đấy anh em. Những đấy, dòng chế cơ hoặc là FE sẽ phụ thuộc vào nhu cầu các bác nha. Rồi. Các bác cũng có rất nhiều hàng FE bên nhà em đấy, nhưng mà thôi các bác có nhu cầu lai thổ chở hàng nặng thì cháu nghĩ các bác nên dùng những hàng chế cơ, còn nếu mà đẹp. FE đi bình thường rất là đẹp. Ví dụ chở người các bác Grab thôi, cháu nghĩ là FE nó sẽ tiết kiệm nhiên liệu đúng rồi à. Xe công vụ dịch vụ đúng không ạ? Rồi, hàng máy zin đời 2015, 11,2 triệu thôi. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ sốt sớm giúp em nhá, cũng không có nhiều đâu. Hàng máy chất máy căng này thì thật sự với anh em cũng khó tìm. Bình dân dân dã thì có những chiếc em bán hôm qua có 9,8 triệu thôi nếu anh em nào xem live.
nhưng mà thật sự là tiền nào của đấy. Những chiếc đấy là vành nan phanh cơ và máy thì cũng gọi là bình thường, em cũng đã báo cáo là phải chỉnh qua, thậm chí là phải chỉnh qua cái đầu bò đấy. Hôm qua em có like cái chiếc đấy, em cũng báo phải dăm 300.000 rồi. Nên anh em nào mà đã cố lên một chút để lấy những cái chiếc máy zin, máy căng chất thì cân đối mà lại được cả vành đúc, đúng không ạ? Anh Quốc Thiên có hỏi là có con xe lít ngon đẹp tầm bao tiền vậy ạ? Em có một chiếc màu đen sần vừa rồi được không anh? Trước đây em đánh giá là được toàn diện theo các tiêu chí của anh vừa rồi, 35.800, vừa là đen sần, vừa là khóa smart key, vừa là đẹp, vừa là lướt, cũng được rất nhiều tiêu chí. Nhưng mà giá đúng không ạ? Quan trọng là nhu cầu kinh tế. Nếu anh lấy thấp hơn em cũng có anh nhá, cao hơn một chút anh, em cũng có. Anh Vũ Tuyền có comment là trước Tết bán cái con này FI có 9.5 triệu. Em giải thích rồi mà, anh có thể cân đối xe cho em. Thực ra em giải thích là FI mới chế cơ không khác nhau giá là một chút. Không khác giá nhau giá nhiều, đấy là thứ nhất. Thứ hai, nó sẽ liên quan đến chất máy, cái độ máy căng, máy zin. Như chiếc vừa rồi anh có thể nhìn thấy cái dàn tem nguyên zin, máy zin đồ rất là đều và đẹp, đúng không ạ? Trước Tết thì có thể là bản đấy là bản vành nan, hoặc cái chất lượng của nó cũng là tương đối. Thực tế ngay ngày hôm qua em cũng bán ra một chiếc biển Hà Nội có 9.8 triệu thôi, anh em nào xem live có thể thấy cũng là chiếc như thế này, đúng không ạ? Nhưng mà em cũng giải thích luôn ở trên live lúc chiều, lúc sáng hôm qua, nó là chỉ đơn giản là nó là lỗi một chút về hình thức đuôi này vỡ này, tay phanh gãy này, cộng với cả hình thức nó đuối hơn, chất lượng máy nó đuối hơn một chút đấy, nó giảm giữa các mức máy khác nhau anh nhé. Đây anh, sẽ lên anh bố Bi muốn hỏi là con AB 2023 đen nhám á. Em lại không còn đen nhám 2023 rồi, màu đấy cũng khá hiếm anh nhỉ. Đấy, không biết anh hỏi 125 hay 160, 1550. Đen nhám chắc là 125 rồi anh ạ, đen đồng, đen màu đen 2022. Way Blade nhá, tiếp theo em sẽ lên Way Blade. Đấy, vẫn ra Way. Vâng, một em Way Blade màu trắng đen cho các anh nha. Vâng, rất nhiều Way nhá, trong những giai đoạn cuối năm và đầu năm bên em sẽ tập trung Way rất nhiều trong nhà để phục vụ các anh em nào có nhu cầu xe đi ăn đi làm trong những giai đoạn tiếp theo sau Tết chơi rồi. Đấy, sau Tết các bác chơi rồi thì bây giờ là giai đoạn các bác đi cày cuốc đi làm rồi. Thôi ạ. Một phương tiện kiếm ra tiền, một phương tiện lành, dễ sử dụng, đúng không ạ? Chi phí sửa chữa dễ. Để em nói là 29H1 ạ, 95243 cho các rồi, bạn. Rồi, 2018 biển Hà Nội, hàng cũng là gọi là mộc, được cái màu về Way Blade thì em đánh giá màu này sẽ được anh em đông đảo anh em thích nhất. 12.800.000 vì nó là màu trắng đen, một trong những màu nó có dáng thể thao, chứ màu đỏ nhiều thì các anh lại hay chê. Đấy, Way Blade nó cũng là động cơ 110, nó cũng là động cơ của GSX. Đấy, nhưng mà hình hài của nó có một cái thiết kế riêng. Nhiều anh chị em sẽ chê phê phán cái hình này, nhưng thôi cái hình thức thì mỗi anh em một sở thích. Nếu anh em nào mà đúng cái tầm thích thì em nghĩ là chơi với những dòng Blade nó rất là lợi vì giá thành, đúng không ạ? 2018 mà Way giờ đích biển Hà Nội thì bây giờ xác định 14-15, nhưng khi lấy sang Way Blade thì em vừa trao đổi giá rồi đấy, thì nó lại rẻ hơn, nói chung là một cơ số, đúng không ạ? Còn có 12.8 thôi là các anh em đã sử dụng được một chiếc Way Blade rồi, hàng biển Hà Nội. Các bạn nào mà muốn làm những dịch vụ ví dụ như là tài xế công nghệ này hoặc rồi là đi shipper máy gì? Thì miễn chê, máy zin mà, máy cam kết với các bác là máy móc nguyên zin trước này. Đấy, hàng máy zin rất là đanh và cứng, hình thức thì màu trắng đen, một trong những cái màu mà em đánh giá là rất là hợp lý cho những anh em nào thích cái trẻ thể thao, đúng không ạ? Đấy, rộng rãi này. Là rồi, biển Hà Nội nhá, giá hợp lý thôi, 12.800.000. Anh em nào có nhu cầu thì chốt sớm, giá cũng rất là phù hợp cho cái tầm đi. Em xe này cứng cáp tấn rồi. Đấy, vuông bước cho các bác. Rồi, Vision về... đây, nhiều anh em hỏi về Vision. Đây, một em Vision đời chắc tầm 2011. 2011 cho các bác. Em có 3 chiếc, cả 2 chiếc màu đỏ, một chiếc màu trắng. Đấy, để về để phục vụ các anh em mình đang cần có nhu cầu, các chị em. Một mẫu xe ga tiết kiệm xăng, chi phí sửa chữa rẻ, hàng nói một cách thông dụng anh em gọi là hàng dân rồi, Vision đối với xe ga, đối với xe số, đúng không ạ? Một em này đến từ Cầu Giấy Hà Nội cho các bác nha, 29P1 ạ, 07360 đây ạ. Mới quá chưa cập nhật được kịp giá luôn, vào hỏi giá nhá, vừa mới mua về trong ngày hôm nay à, bán ra hay mua vào? Anh Mạnh mua Cường vào là 11 triệu rồi, chưa có trà đá thuốc lá gì về đến nhà. Ý em muốn nói là bên em khi mua xe sẽ gồm một quá trình các bạn bắt Grab, book Grab đi, các bạn ấy gọi là đưa xe về, đấy là một cái quá trình trà đá thuốc lá thì hay bảo là có cái phí mua xe đấy. 11 triệu nhá, đây em cứ cộng 2 triệu
Cho anh em mình cần một chiếc 2011, báo cáo là chưa dọn, được cái ưu điểm là màu trắng, một trong những cái màu mà em rất thích đúng không ạ? Màu trắng bán khách hàng hỏi cũng rất nhiều, sạch sang, ai cũng chuộng được, màu trung tính, rất phù hợp. Anh Mạnh Cường là có hỏi là có con nào biển miền trong không ạ? Có những xe gì anh nhỉ? Những chiếc Lết biển 59 em vẫn còn này, một số những cái dòng NVX biển Sài Gòn em cũng có này, SH đúng không ạ? Quay, nói chung là anh hỏi cụ thể xe thì em sẽ check dễ hơn anh nhá. Rồi chiếc này là cộng cho anh em 13 triệu cho một chiếc Vision 2011. Rồi, hàng anh em nhìn nhá, hàng tem này vẫn là tem của xe đấy, hàng tem giấy nguyên bản từ những năm 2011 đến giờ. Rất là quý, nhiều anh em cứ thích lên tem inox nhưng mà cái tem giấy này nó mới có giá trị cơ. Chứ tem inox thì có hơn 100.000 là mua được ngay, tem giấy xin nó từ 5 tháng. Dạ vâng các bác nha. Đó, những dòng xe đấy thực ra là các chị sinh viên là cháu thấy là đi rất là nhiều. Rồi. Lên đây, anh nào hỏi màu đen sần, nếu mà không chán, không nhất quyết màu đen sần, anh có thể chuyển sang cho em màu này được không ạ? Một trong những cái màu mới, hàng LED 25. Một em Everlet màu, đây là gọi mà tím, màu xanh tím than, rồi. Biển em nó là 29V351560 cho các bác. Xe của 2021 các anh nhá, xe 2021, 36.800.000, đăng ký được sang 20... Đi được hơn 8.000 cây cho các bác nha. Đây, từ cái nút bấm thì cháu thấy là... Nào đã tin dùng thì cũng không lạ gì nữa. Một trong những xe rất là dễ lành, rộng, hai thụt. Những anh nam giới thì gần như em thấy đa số dòng xe ga đúng không ạ? Thông dụng, phổ thông là nết, nó vẫn là Ablet, nó vẫn là những cái lựa chọn rất là dễ. Chị em nhá, thì lành rất là nhiều. Như V-Click, Vision, này, LX, này, hay Lit, đúng không ạ? SH1 cũng có. Nhưng anh em nam giới thì thường là những dòng xe phổ thông em thấy nết. Hoặc sang SH thì lại ở mức độ khác, thì đấy là những dòng thông dụng nhất để các anh em. Xe hai thụt dáng dấp nó nhìn nó khỏe khoắn. Vâng ạ. 36.800.000. Là văn phòng muốn mua những em xe mà bền chắc khỏe. Đó. Trường tồn với thời gian thì tất nhiên là sẽ chọn Honda, mà Honda lại có Everlet đây ạ. Rồi, xe nam giới mà hai thụt. Thực ra là các anh em ạ, một thụt và hai thụt nó cũng không có độ lệch của xe đâu. Vì nhà thiết kế họ tính toán kỹ rồi. Nhưng mà cái gì đấy khi có hai thụt dáng dấp nó dành cho những anh em nam cảm thấy nó chắc chắn, trông nó cân đối thì người ta mặc định hay mặc định nó là những dòng xe nam. Giờ này nó rộng để các chị em mà gọi như mặc váy mặc zip nó khó để qua được cái vị trí này thì họ lại chuyển vào cái dòng này là cho xe nam đi thôi. Còn những xe nữ thì là truyền thống rất nhiều đúng không ạ? Rất nhiều, phổ thông rất nhiều rồi. Nhưng mà cũng không hẳn, các anh em đi nam đi xe nữ hay nữ đi xe nam bình thường vẫn là động cơ chạy bình thường hết đúng không ạ? 36.800.000. Đã là đam mê các bạn không đúng rồi. Bỏ qua rồi ạ. Nhận xét chung thôi của thị trường thôi. Dạ vâng. Đấy, ý kiến riêng thôi các bạn. Rồi. Tiếp theo đây, tiếp theo một mẫu Silhouette, đúng là vì giai đoạn là đang tập trung những dòng xe đi ăn đi làm nên là sáng nay em cũng đầu tư báo để mua một chiếc giá rất là phù hợp. Hàng Silhouette 2012. Biết rồi. Đúng rồi. Có duyệt cho chị Thoa mua mà, thành ra là cũng gọi là thôi, đến lúc là dùng cho anh em cần. Hình thức là vuông máy rồi, tem mác thì thôi nó cũng sẵn, anh em nhu cầu cũng rất là phù hợp. 7 triệu, chưa có bao dọn dẹp gì, đây máy vẫn đang nổ này anh em. 7 triệu thôi, anh em nào có nhu cầu thì cân đối nhá. Hàng Silhouette nhà cháu lên hầu hết là những dòng xe cho các bác đi ăn đi làm là chủ yếu ạ. Rồi, đời 2011, chắc là đăng ký sang 2012 thì chị báo, nhưng mà 2011 nhá, BI mà, dòng Yamaha. Đó, xe của 2011. Em anh quay ra cả đằng sau. 17 Hòa Bình cho các bác nha, 17 B. Thái Bình. À 17 Thái Bình cho các bạn, cháu xin lỗi. 17 B186522 đây ạ. Rồi, thực ra với những các dòng tiền cân đối tầm tiền này, các anh em cũng không nên quá cầu kỳ về biển. Cứ miễn là xe chất cứng cáp chắc chắn, mình đi ăn đi làm rồi sẽ kiếm ra tiền đúng không ạ? Sau cần thì mình đổi một chiếc nào đó nó cao hơn, phù hợp với đúng khu vực mình ở biển mình thích hơn đúng không ạ? Còn đây anh em thấy rất là hợp lý luôn, từ những cái đồ sần hay là những đồ nhựa nó đã vuông vắn hết rồi, hay là nan vành, hay kể cả đầu bò nhá, nhìn nó cũng rất là khô ráo, anh em lấy về gần như đổ xăng là đi thôi, không cần phải đầu tư gì thêm. Nhà mình bán ra là 7 triệu. 7 triệu còn toàn là những mức giá phù hợp cho những anh em đi ăn đi làm trong giai đoạn đầu năm xuân mới đúng không ạ? Kể cả các bác làm việc tại Hà Nội, đúng rồi, mà các bác không quá quan tâm quá nhiều về biển thì các bạn có thể mua luôn em này giúp đơn giản vì tầm tiền. Đấy, rất hợp lý, phù hợp với cái mức giá dưới 10 triệu cho những cái tầm giá xe số đúng không ạ? Cụ thể nó có 7 triệu thì em nghĩ là phù hợp cho tất cả những anh em đi làm, đi ăn hoặc đi sử dụng dịch vụ công nghệ, hoàn toàn phù hợp hết. Đấy, dòng số nó lành, chi phí xăng nó cũng không cao, nó rất nhiều ưu điểm. Đấy.
Chắc là cũng cuối giờ chiều rồi, còn những cái lượng xe mà các anh em cũng lên hỏi nhưng mà hai bác cháu cũng như Đức không ra kịp được thì mong các anh em cũng thông cảm. Thì hẹn anh em vào chắc là sáng mai bên em sẽ cố gắng phục vụ nhiều hơn, đưa những dòng xe các anh em thích ra để cho anh em xem chi tiết hơn nữa. Dạ vâng, cũng okay. Cháu với cả bác Thiệp Lai thì chắc là có thể cũng sẽ có một vài thiếu sót. Vâng. Nên là cháu mong là các bác sẽ hoan hỉ và đóng góp tích cực để giúp bác Thiệp và cháu có thể hoàn thiện hơn nữa. Vâng. Ok, để doanh nghiệp em phát triển nhiều hơn. Ok, xin chào và hẹn gặp.